Rồi, các bạn nghe gì chưa? Rồi, giảm lại chú. Rồi, buông thẳng ra. Rồi, chú đi tiếp ạ. Thì đó là những cái tín hiệu của xe đầu kéo bóp kèn mình. Thì khi mình ở đây quốc lộ 1A thì các bạn có cần những kinh nghiệm gì để đi quốc lộ 1A? Thì lần mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kinh nghiệm để đi quốc lộ 1A. Rồi, rồi chú nhường nó, đúng rồi. Rồi chú đi theo, nó đua theo, đừng có đạp ga liền, đúng. Chú thấy được cái bánh xe nó là chú mới đạp ga. Lý do các bạn thấy không, rõ ràng không, bên trái nó hay lấn qua. Không, chú không có đi chen lên vậy. Chú không có chen vậy. Rồi chú đi. Rồi chú đi đi. Chú phải nhường cho người ta. Chú phải nhường. Chú phải nhường. Rồi chú đạp ga. Thấy các bạn thấy, lưu ý nha. Lý do là xe đó hay chĩa ga là lý do là đúng ga thì các bạn khi từ xa các bạn thấy đèn xanh đèn đỏ thì các bạn vô lên giữa để các bạn đi thẳng, dành cho các bạn đi thẳng. Các bạn mà đi cái lane đó thì cái lane đó là dành cho để quay quẹo trái hoặc quay đầu. Còn các bạn sẽ dướng xe người ta quay, đèn của người ta ta quay không được, mà đèn mình xanh đi thẳng thì mình sẽ dướng, mình không thể đi được. Các bạn nhớ lưu ý phần đó. Và thứ hai nữa là hiện tại mình đang đi quốc lộ, cái này quốc lộ 51 là hướng về Vũng Tàu. Và các ở ngoài quốc lộ kia cũng vậy, tùy theo cái gọi là cái biển báo nó cho phép hay không. Thứ nhất, hiện tại đi quốc lộ 51 mình đang đi hướng về từ thành phố Vũng Tàu về thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là từ thành phố Hồ Chí Minh lên Vũng Tàu về cũng vậy. Thì ở đây các bạn để ý ba làn đường, một làn ngoài là một, làn hai là làn ba, làn thứ bốn là đàn xe gắn máy. Thì ở đây nó quy định nó sẽ cho hai làn này là dành cho xe tải, xe công. Các bạn lưu ý nha, xe tải, xe công và có thể là xe khách luôn. Thì các bạn muốn đi, các bạn mà không để bị công nó dí hoặc tải nó dí thì các bạn đi lên ngoài này. Và đặc biệt các bạn đi lên ngoài này thì các bạn sẽ nhớ và các bạn phải nhìn xa là các bạn khi các bạn gặp đèn đỏ phía trước thì các bạn nên vô di chuyển làn đường vô làn giữa này để các bạn đi thẳng. Các bạn nhớ lưu ý nha. Còn không ơi, các bạn sẽ gặp trường hợp là các bạn sẽ dướng xe đó thì các bạn sẽ đi xéo qua giống như hai xe kia. Và đặc biệt nếu mà mình đang ở vị trí này thì mình phải nhường cho hai xe kia nó qua, chứ mình đừng có chen lên nữa. Chen lên nữa ở đây chen, ở bên đây lên, gọi là mình bánh mì sẽ kẹp thịt. Rồi cái mũi tên này được phép đi thẳng nè, thấy không? Trái đi thẳng. Rồi nhưng mà nhiều trường hợp là người ta quẹo trái người ta đậu đó làm sao? Mình đâu đi được. Rồi chú đi, đạp ga lên. Rồi xin nhanh trái thêm con nào. Rồi nếu mà trường hợp trống thì mình sẽ đi lại đúng làn đường của mình. Là đường mình, nói chung là được 3 làn đường luôn các bạn. Ô tô con được 3 làn đường nha, là 1, làn 2 và làn 3. Còn xe tải nó chỉ có 2 làn, làn này, làn trong. Đó, các bạn nhớ lưu ý phần đó nha. Và đặc biệt nhiều khi nó còn lấn qua bên mình nó đi, tại đông quá mà không thấy bóng dáng giao thông đâu, nó sẽ lấn qua bên mình, nó có thể ép mình. Và tiếng còi thì các bạn đã biết cái tiếng còi của công rồi, nó hối nhiều như vậy mình sẽ quán liền. Thấy cái giọng mình giống tiếng còi của công không? Đi ghét mà bóp bị công nó bóp ghét rồi nhiễm tiếng còi luôn, mệt ghê. Là đi sao, là đi kèm cho học viên, giống như đi kèm với chú nè hay là với các bạn, ghét bị nghe tiếng còi ghét ám ảnh luôn. Còn nếu mà mình đi thì đa số nó không chạy theo là mình đâu. Đó. Rồi chú đạp ga nữa. Rồi ok, sao thấy không, đá đèn nè các kiểu luôn, chuyện bình thường. Mấy anh chạy nhanh anh vô trong đi. Rồi chú cứ đi bình thường nha, đừng có sợ nha. Chơi luôn phải không? Dạ, chú đi đường mình. Anh nào mạnh dạn anh cứ vô trong, anh quẹo vô trong đi. Đó nè, anh nói anh mạnh rồi thấy không, anh mạnh thì anh vô liền đó không. Đó chứ, rồi anh mạnh nữa anh vô trong nữa. Tại vì được, xe con là được phép đi ba làn đường nha các bạn. Không, các bạn cứ đi vô tư. Nhưng mà hai làn giữa này thì các bạn nhớ là các bạn sẽ bị gọi là hồi hộp. Nếu mà các bạn đi chậm, các bạn mới rồi các bạn đi làn giữa này nó đúng yếu là đi làn giữa, chạy chậm là đi làn giữa. Nhưng mà có cái làn giữa của quốc lộ 51 này là các bạn để ý toàn là công với tải không. Và đặc biệt là Hoa Mai, Ocean, rồi Toàn Thắng. Ui mấy xe đó là ngon rồi nha. Xe đó mà các bạn đua mà bằng xe đó là các bạn là trẻ chuẩn cứng luôn đó. Các bạn thấy rõ ràng không?
bây giờ là không phải gọi là yếu mà chạy giữa nữa. Nói chung là bây giờ mình sẽ đua theo, mình từ từ dần dần mình sẽ quen. À, cái lane này thì mình lên ô tô con mình đi thì tải với công nít, nít dí mình lắm. Rồi chú thấy đèn đỏ không? Rồi chú di chuyển vô làn đường cho con trước luôn đi. Rồi chú ngó, rồi chú ngó trước đi con, đạp ga nhẹ em con. Rồi con chỉ cho chú vô trong luôn. Rồi rồi chú đi thẳng luôn, taxi nhanh con. Rồi ok. Rồi bên kia nó cho đi thẳng luôn rồi, chú bật xi nhan trái rồi, ngó kính hậu trái một con. Lý do các bạn nhìn cái đèn ở trên này và cái đèn cái mũi tên dưới đường, nếu được phép đi thẳng thì các bạn đi chính làn này luôn nha các bạn ha. Rồi chú đi luôn, đi đi, giảm lại, buông ga. Rồi chú đập ga lên, nó không dám ga hết đâu, nó sẽ ga lấn cái đầu ga nó vô đúng làn đường của mình. Nhiều khi mình còn mới á, mình chưa phán đoán được cái tình huống của nó, mình hơi khớp. Nhiều khi chú khớp quá, chú thắng gấp quá thì ở sau nó sẽ va chạm với đuôi mình. À, chiếc xe mấy sau đó nó ra ghê lắm, nó ra sát ok lắm, nó không ra liền đâu. Mà nó lấy cũng dạ. Cánh chính xác này. Nhưng mà con cái thôi, mình cũng gắng cố gắng mình sẽ ra thắng lại. Nhờ nó đi. Dạ, nhìn nó đi, nhìn nó, tại nó bự quá mà, con lại thấy nó con sợ đúng không? À, Shibai. Rồi thấy các bạn thấy rõ ràng không, là đang đi quốc lộ 51, bên kia cũng vậy, các bạn thấy để ý không, xe tải nào là đi là lên từ trong, và đặc biệt xe ô tô con mình đi được lên ngoài này, lên giữa và lên trong luôn, ba làn làn đường luôn, các bạn lưu ý đó. Thì mình muốn đi mà không bị hối thúc thì các bạn đi cái lên ngoài đây, tùy theo cái con đường nha các bạn ha, chứ không phải là đường nào như này. Mình đang nói là con đường đường lộ 51, quốc lộ 51 đi hướng Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh Vũng Tàu, hoặc là Vũng Tàu thành phố Hồ Chí Minh, thì các bạn nên đi thì đi lên ngoài. Nhưng mà lên ngoài thì nó sẽ có trường hợp là các bạn phải để ý là cái đèn xanh đèn đỏ. Trước khi để ý đèn xanh đỏ thì các bạn ngó bên phải, nó sẽ có bảng hướng dẫn, nhưng mà con cái xe lớn quá nó sẽ che hết tầm nhìn cho các bạn rồi, các bạn không thể nào quan sát được. Các bạn lưu ý phần đó nha, thấy chưa, thằng này nó chen vô luôn nè, bó tay luôn. Mày đi này giữa thành mà nó còn đông vậy. Dạ đúng rồi, lúc nào cũng chỗ này đường này đông mà. Hiện tại là đang đi thứ năm, chứ mà đúng ra thứ bảy đi, chủ nhật đi. Đường này khoảng 5 làn đường luôn chứ không phải là 3 làn đường. Khỏi có ấy luôn, nó dạ, kè sát luôn. Dạ đúng rồi, là 5 làn đô tô, 4 làn ô tô, 1 làn xăm đa luôn, là có thể ô tô lấn làn xem na đi luôn, cực kỳ đông. Nên những cái nào các bạn nhớ lưu ý giữ cái phần đó. Nhiều khi các bạn cứ chen vô chính giữa, xe tải với công nó dí, và đặc biệt cái xe đầu bò này cực kỳ nguy hiểm nha các bạn. Nhiều khi các bạn bên hông á, nó sẽ không thấy. Các bạn hay cắt đầu ngang nó là các bạn cẩn thận. Nhớ nhất là đầu bò này, công của Mỹ. Tại vì sao? Nó đang ngồi mà cái đầu nó dài quá, nó sẽ không để ý thực thấy của mình ở dưới. Còn cái đầu bằng á, thì nó sẽ quan sát mình thấy được ở dưới. Nhiều trường hợp là mình quẹo gắt quá ngay chỗ cái đầu nó, ngay chỗ điểm mù, thì là mình là hết 90% là trong xe nó trước. Các bạn để lưu ý phần đó, cực kỳ nguy hiểm nha các bạn ha. Đó, rồi mình sẽ lưu ý cho các bạn nữa nè. Nhiều khi các bạn đi ngoài đường á, thấy các bạn thấy xe nào mà chở nặng á, thì các bạn cố gắng đừng có đu theo cái máy bánh đó. Hình như là có một cái clip là cái bánh nó nổ, nó sẽ văng cái miệng hoặc cái cửa mình mớp luôn, có clip đó rồi. Các bạn cố gắng đừng có đu theo sát bên hông nó làm gì. Rồi trạm thu phí này mình cũng đã nói rồi nha các bạn ha. Thì hồi nãy mình ra ngay chỗ trạm thu phí là cái đi từ Vũng Tàu lên ra là có một cái trạm thu phí ngay chỗ ngõ 3 Long Sơn. Nó có trạm thu phí, là mình đã mua vé rồi. Thì bây giờ cái vé này mình sẽ đưa cho cái trạm thứ hai là liên trạm nha các bạn. Các bạn nhớ lưu ý nè, mình để đây cho các bạn coi. Này, liên trạm, vé liên trạm có giá trị sử dụng trong ngày 24 giờ. Các bạn để ý nè, liên trạm nó có phiếu này, thì các bạn sẽ đưa cho anh ta xé cái phiếu này đi.
trái phiếu này đi. Còn các bạn mà mua thêm nữa thì các bạn sẽ tốn tiền, 20.000 thôi. Nó nhưng mà nhiều khi xe máy xe kia không biết nữa, tốn tiền rất nhiều. Các bạn nhớ lưu ý phần này nha. Đó, các bạn đã mua vé trên kia thì các bạn đến đây chỉ xe vé thôi. Hoặc các bạn đi từ thành phố Hồ Chí Minh lên thì các bạn mua ở đây 20 xe ô tô con thì lên trên kia các bạn chỉ cứ đưa vé này cho người ta xé thôi. Các bạn đừng mua nữa. Đó, mua nữa là thay vì 20 đó mua hai tờ giấy số, nhiều khi 4:30 các bạn sẽ cố mua xe hơi sao? Đúng không? Sao 4:30 là nhiều khi các bạn mua xe hơi thì sao? Đó, vẽ liền chạm nha. Rồi, mình sẽ quay khúc này luôn cho các bạn coi. Thì khúc này thôi, ông này ông chen luôn rồi, khỏi nói luôn rồi. Ha, mấy xe tải kia là thấy không? 5 làn đường luôn, 4 làn đường luôn. Xe kia là ép xe tải, ép xe máy luôn. Đông vui. Nhưng mà qua khúc này nó cũng đỡ đỡ chút. Khúc này nó hơi đông. Nó chưa có mở cái làn bên kia luôn. Nếu muốn ra là nó phải mở cái làn bên kia, qua một làn nữa cho mình đi, tại đường mình về đông. Bên kia thì giống que. Giờ này đâu ai đi Vũng Tàu đâu. Chẳng hạn. Dạ. Ở sau lưng hả? Nhiều lắm bộ dẫn. Mày chú. Thấy không? Quá trời luôn. Bên kia thì vắng. Ôi, sáng nay không mới thấy được cái đồng lúa đây. Đây, sáng giờ hai chú cháu đang Vũng Tàu xong bây giờ đi về. Tháo khuôn mặt ra. Mệt lắm rồi. Buồn ngủ luôn rồi. chú cũng phê luôn, tối nay chú cũng ngon à? Ngon luôn á, nhưng mà giỡn đâu, hai chú cháu leo đèo rồi. leo đèo rồi xuống đèo luôn. Đó, cong nè chú thấy không, cái chốt nè không đẩy lên nè, thấy không? Thấy chưa, cũng y y lắm, mê này y lắm. Cái chốt này, hai cái chốt này cũng không đẩy lên luôn. Nhiều trường hợp là cong không á, làm biến đẩy lên. Đó, còn nhiều khi bo cua gấp á, cong nó ngã, nhiều trường hợp bị rồi. Nhiều khi xe nó chạy chạy không, nó bị chạy giữa, nó nhảy xuống nó chạy. Nó gài dù một chốt và nhiều khi là một chốt, hai chốt, mà trong khi đó người ta nhiều chốt thì nó an toàn hơn, ý y. Nó mấy cái ách nó không chịu làm lại. Nhiều này nó tuột hết chứ đâu. Dằn nó ghé nhảy ra. Rồi mình sẽ cố gắng quay lên đến cái trạm để mà xé cái vé này nha các bạn ha. Rồi các bạn nhớ đừng quên bấm đăng ký kênh, góc màn hình phía bên tay phải có chữ đăng ký, các bạn bấm vô ha. Và bấm cho mình một like và một subscribe kênh, rồi có thể like, rồi có thể chia sẻ. Rồi các bạn đừng quên coi quảng cáo. Quảng cáo hiện tại bây giờ là quảng cáo nổi tiếng là gì ta? Đau xương khớp. Ngồi xin đau xương khớp là chắc luôn. Tôi quảng cáo toàn là đau xương khớp mà bà nói chứ. Đổi thui hết ngay. Thì hiện tại mình đang vô ngay chỗ trạm thu phí, thì các bạn cứ đi từ từ theo nó đưa theo, các bạn đừng có lấn qua. Nhiều khi các bạn còn yếu quá, các bạn lấn ra nguy hiểm lắm. Lấn mà lấn ngay chỗ đầu cong nữa rồi các bạn nguy hiểm. Các bạn đi một làn thôi, các bạn đi di chuyển đều. Cái điều đó, là cứ đều dần dần là các bạn sẽ đi qua được thôi, chứ các bạn lấn qua lấn lại chi cho mệt. Nó chưa mở làn đường, bên kia cũng kẹt luôn. Nếu đúng ra cái chỗ này hết kẹt làm phải mở hết luôn cái này luôn. Dễ giàu gì hả chú ha? Kiếm tiền dễ giàu gì. Rồi chú nghiêng quạt bánh nó ra ngoài. Yên tĩnh gì khi trời. Vậy đó, xe nó vậy đó chú ơi.
cũng gắng cố gắng cái đó mình cái đó bài tập cho mình. Hôm chú lẹ phản xạ tốt, chú bóp càng là tốt, bóp càng là dừng lại liền. Còn ơi, nếu mà trường hợp đó chú một là xử lý, là một là bóp càng rồi chú đi luôn. Nhưng mà nó cực kỳ nguy hiểm, hai là chú nhường nó luôn. Tại nhịn đi. Nói chung là cho nó đi không làm vấn đề đâu. Nói chung nhiều khi anh em người ta qua lại sinh qua sinh lại. Thì nhiều khi con sinh là con hải hạ kiến xuống, con giơ tay con sinh đàng hoàng con mới ra. Nhiều khi mấy anh này ảnh quen rồi. Là vừa tán ra là tại chú cái phản xạ chú thôi, chứ còn chú mấy thì không, là chú nó nếu mà nó á nhá trước chút xíu thì chú đã nhường rồi. Rồi chú cứ đi lên đúng làn đường của mình ha. Đó, cũng cho nhận lên đó. Hạng thương gia đó, chuyên cơ mặt đất. Đó, chút xíu nè, cái phiếu này nè ha. Đó, các bạn đưa cái phiếu này nha. Lâu lâu mấy anh này làm hết hồn. Này, hàng không 5 sao mặt đất, ghê không? Lâu mày dám thử tay lấy lụa nữa. Lâu lâu cũng yếu tim bộ. Ủa, cho đang chạy gì mà lũ ra gì? Nhiều khi tim thòng. Trong trường hợp này bây giờ mình đi bằng vé tự động. Vé tự động thì bây giờ vé tự động cho đi được, cũng đi qua luôn. Khi gì đến nó sẽ quét. Nó quét cho chủ, quét cho chú ha. Thì nó trên đây nó có phiếu dán nè, là quét lên thì chú sẽ đi qua luôn, là tự động mở. Xe chú là xe tư nhân thì mình không cần phải đăng ký. Dạ đúng rồi, không. Mình đâu có đi đâu nhiều đâu mà. Chứ giờ đường này đâu đi tự động được đâu. Giờ nó mở lan, lan hết làn đường hết. Mình đâu có đi nhiều đâu mà. Phải đặt vé, đặt đồ. Để xuống trước. Rồi. Đó, khi mình đưa vé xong các bạn đấy sẽ xé vé xong đưa lại cho mình nha. Rồi là mình đi thôi. Đấy, các bạn thấy không? Đó. Nhớ nha các bạn ha. À, chứ mình mua nữa là tốn tiền, mình đã đi qua cái trạm kia rồi, trạm liên thông mà. Đó, liên trạm nè. Đó. Các bạn thấy rõ ràng không? Nhớ 20.000 đó mua vé số sau 4 giờ. Mua ô tô luôn. Bạn nào mua ô tô lại lấy lại vốn. Rồi thôi tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ và lái xe an toàn. Nhớ bạn nào yếu thì cứ đăng ký bộ túc tay lái. Bạn nào còn đang học thì cứ mình ôm luyện tiếp trong xe hình để cứng tay lái để mình thi đậu. Đó nha các bạn ha. Thôi chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn lại sau những video sau. Rồi bye bye mọi người.